sau 10 năm thành lập và đi vào hoạt động. Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng được sự quan tâm của các bộ, ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cấp ủy chính quyền huyện Tĩnh Gia, sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, trường cao đẳng nghề Nghi Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đào tạo nghề, là địa chỉ tin cậy cho học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa khi muốn lập nghiệp. Tọa lạc tại tiểu khu 4 thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, hiện nhà trường đang dạy và học chung với khuôn viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Tĩnh Gia. Trường cao đẳng nghề Nghi Sơn được xây dựng với quy mô đào tạo nghề chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, với trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến. Trong năm học 2017-2018, nhà trường thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhân lực theo 3 cấp trình độ, gồm cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Từ xác định, để học sinh, sinh viên ra trường có tay nghề giỏi, trình độ cao, kỹ năng nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng được nhu cầu, nguồn nhân lực phục vụ cho khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Trong những năm qua, nhà trường đặc biệt quan tâm đến chất lượng đội ngũ giáo viên bằng việc thường xuyên cử cán bộ giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng, có chế độ đãi ngộ đối với giáo viên có nhu cầu học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học, phục vụ giảng dạy. Nhờ đó, từ những ngày đầu mới thành lập với số lượng cán bộ giáo viên khiêm tốn, đến nay nhà trường có 65 cán bộ giáo viên, trong đó có 28 cán bộ giáo viên có trình độ thạc sĩ, một đồng chí có trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ giáo viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và tương đương. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các khoa, phòng sắp xếp thiết kế chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy và hình thức tổ chức, vận dụng các sáng kiến kinh nghiệm truyền thụ đến học sinh, sinh viên phù hợp với tình hình thực tế và hoàn cảnh thực tế của nhà trường, của địa phương, đầu tư cải tiến hình thức tổ chức tiết dạy theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học và làm đồ dùng dạy học. Hàng năm, nhà trường cũng đã khuyến khích cán bộ giáo viên làm đồ dùng dạy học và tổ chức hội đồng đánh giá và lựa chọn đồ dùng tham gia dự thi cấp tỉnh đạt kết quả tốt. Nhờ đó, trong công tác chuyên môn, bản thân mỗi giáo viên đã tự rèn luyện để nâng cao chất lượng cho bộ môn của mình dạy, nghiên cứu các loại sách tham khảo để tìm ra một số phương pháp giảng dạy mới, phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh, sinh viên trong học tập, trong giảng dạy. Các thầy cô giáo nhà trường luôn thực hiện theo phương pháp tích hợp, kết hợp lý thuyết và thực hành, hướng dẫn học sinh, sinh viên một cách xuyên suốt trong quá trình học thực hành, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc dạy và học. Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhà trường còn chú trọng đầu tư nâng cấp trang thiết bị dạy học theo yêu cầu hiện đại, thiết thực, cập nhật công nghệ tiên tiến và phù hợp với công nghệ sản xuất của các nhà máy doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong cả nước. Theo đó, hiện nay nhà trường có 8 phòng học lý thuyết, 18 xưởng thực hành cho các nghề như công nghệ ô tô, máy lạnh và điều hòa không khí công nghệ cao, điện tử, đo lường và thiết bị gia dụng, may và thiết kế thời trang, vân vân. Riêng năm học mới 2017-2018, cùng với việc mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc dạy và học, nhà trường còn xây dựng, cải tạo thêm 3 phòng học phục vụ 3 lớp nghề mới như điện nước, công nghệ ô tô và điện lạnh. Điểm nổi bật của nhà trường từ khi thành lập đến nay đó là hàng năm đều có gần 90% học sinh sau khi tốt nghiệp được nhà trường giới thiệu việc làm tại các công ty, doanh nghiệp như Tập đoàn Thép Việt Hàn, Tổng Công ty Lắp Máy Lilama, Công ty Cầu 12, Công ty Xây dựng số 5, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn, Vũng Áng,
Tổng công ty Sông Hồng. Về vấn đề tư vấn tuyển sinh thì nhà trường đã thực hiện công tác phân luồng đào tạo cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Năm học 2017-2018, nhà trường đã tuyển sinh và đào tạo được gần 1.000 học sinh ở 3 hệ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề. Và những năm tiếp theo thì nhà trường cũng sẽ cố gắng làm tốt công tác tuyển sinh mà nòng cốt đó là Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh Việc làm của nhà trường sẽ phối hợp cùng với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để làm tốt công tác tuyển sinh, phân luồng cho học sinh sau khi tốt nghiệp ở trung học cơ sở và trung học phổ thông. Về một vấn đề nữa là vấn đề việc làm, thì tất cả học sinh sinh viên tốt nghiệp của trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn thì sau khi tốt nghiệp đều được giới thiệu việc làm miễn phí tại các công ty doanh nghiệp trong cả nước, đặc biệt là khu kinh tế Nghi Sơn. Trong những năm tiếp theo thì nhà trường sẽ cố gắng liên hệ được thêm nhiều công ty nữa, tập đoàn nữa của nước ngoài và mong muốn là đưa học sinh đi thực tập sinh ở nước ngoài để tạo cái uy tín lớn của nhà trường. Và đây hy vọng là chúng tôi sẽ mang lại những cái tiếng vang về đào tạo trong khu kinh tế Nghi Sơn, cũng là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho khu kinh tế Nghi Sơn và cả nước. Sau khi vào làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp, theo đánh giá, các học sinh sinh viên đều cơ bản đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đặt ra. Có yêu cầu kỹ thuật cao với nhiều hạng mục công trình quan trọng, phức tạp, với mức lương ổn định từ 6 đến 8 triệu đồng trên người trên tháng. Thậm chí có mức lương lên đến 15 triệu đồng trên tháng. Những học sinh không làm việc tại các doanh nghiệp, họ đã tự mở được nghề tại địa phương, có mức thu nhập ổn định. Hiện nay nhà trường đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lựa chọn để phát triển các nghề trọng điểm quốc gia gồm hàn kỹ thuật, máy lạnh điều hòa không khí và điện công nghiệp. Đây chính là điều kiện quan trọng để trường nâng cao chất lượng và đào tạo nghề, phục vụ các doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu kinh tế Nghi Sơn và tỉnh Thanh Hóa. Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn thì có được cái sự thuận lợi rất là lớn. Cái cơ sở đào tạo nghề nằm trong cái khu kinh tế trọng điểm của tỉnh cũng như là của cả nước, đặc biệt là nó cũng nằm trong cái khu vực Nam Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và cũng nằm trên cái trục đường cao tốc từ Nghi Sơn đi sân bay Sao Vàng, xuyên qua một số những cái huyện, đặc biệt là các huyện miền núi. Cho nên là trong cái năm qua thì công tác tuyển sinh của nhà trường nhận được rất là nhiều những cái thuận lợi, và nắm bắt được những cái thuận lợi đó thì trong năm qua nhà trường cũng đã đẩy mạnh cái việc hợp tác với các cái doanh nghiệp, đẩy mạnh cái việc nâng cao chất lượng đào tạo thông qua cái việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cải tạo chương trình đào tạo để phù hợp với cái công nghệ mới, rồi là nâng cao cái cơ sở vật chất, thiết bị, nhà xưởng để đáp ứng cái nhu cầu đào tạo theo cái nhu cầu xã hội. Đồng thời là cũng cùng với cái việc nâng cao chất lượng đào tạo thì nhà trường cũng đẩy mạnh các cái hoạt động của các cái tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên để tạo một cái không khí, một cái động lực sôi nổi và nhiệt huyết cho cán bộ giáo viên. Cho nên có thể nói là trong năm qua thì mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên là cùng với sự cố gắng, nỗ lực và đoàn kết của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường thì nhà trường cũng đã đạt được nhiều những cái kết quả đáng được khích lệ. Từ những cái thuận lợi đấy thì trong năm 2018 cũng như những cái năm tiếp theo thì nhà trường có một số những cái định hướng. Trước hết là nhà trường được Bộ Lao động Thương binh Xã hội mới phê duyệt 4 nghề trọng điểm, trong đó có 3 nghề trọng điểm quốc gia và 1 nghề trọng điểm cấp độ ASEAN. Đây là 4 nghề là những nghề mà thế mạnh của nhà trường, cho nên năm tới đây thì nhà trường sẽ tập trung để mà đào tạo các cái nghề này chất lượng. Đấy là cái về công tác đào tạo. Về giải quyết việc làm thì hiện nay nhà trường đang hợp tác với trên 10 doanh nghiệp trên cái địa bàn của tỉnh và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn của cả nước để mà giải quyết cái việc làm của học sinh sinh viên sau khi ra trường, mà trước hết là cho các em đi thực tập tốt nghiệp trước khi ra trường, thời gian từ 3 đến 6 tháng để các em trải nghiệm và làm quen giữa cái môi trường đào tạo và doanh nghiệp, để khi ra trường thì cái cơ hội việc làm của các em nó sẽ thuận lợi. Có thể thấy được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong công tác đào tạo nghề
và giải quyết việc làm cho con em trên địa bàn huyện Tĩnh Gia và các huyện lân cận thuộc tỉnh Thanh Hóa, cũng như các tỉnh ngoài, là địa chỉ tin cậy cho những bạn trẻ muốn lập nghiệp, góp phần tích cực đào tạo nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên quê hương đất nước.